chịu bắt được là ok. Thấy què đâu quái. Thấy thấy thấy. Phải cầm gặt mấy đìa rồi chứ cá câu, cái câu cá câu xin lỗ hả? Thấy thấy con cá. Cá đẹp quá mấy. Con này bự luôn con qua. Ơi con này đủ nhậu rồi. U nu hết. Trời ơi ăn, ăn ngập mặt luôn rồi. À trời con cá giò mà nó tròn vo cỡ nào. Nó trắng tươi. Nó trắng tươi à. Bụng cho bá lửa. Ừ, trắng tươi luôn. Con qua cái này nè. Màu giống màu nước quá. À. Để tiếp thu được cái màu đó. Đưa dao tao mặn cho. Bắt nó xôi. Đâu nó xôi chưa chưa mà. Mặn rồi trụng nước sôi cũng được nữa. Thôi trụng nước sôi đi, chị trụng nước sôi. Bắt nó xôi đi. Cái này đi, này dễ lắm. Bắt nó xôi đi người chủ. Ê nhưng giống người mà. Nó còn ngốc, ngốc ngáp nữa kìa. Con cá dễ. Con cá giòn. Cá rít. Là cho nó ú. Cá nó ú nó trắng tươi vậy. Hôm qua nhỏ hơn người ta hơn cả này. Ơi. Ơ đi ngoài. Cái đồ ấy trong ghe gì? Để tránh nhìn kia. Dưới địa luôn. Ừ. Nói chung là toàn bộ là ở dưới địa hết. Không có ăn không có dùng đường nào hết. Không có sử dụng quá chặt gì hết. Dưới địa đem lên. Nói chung là cá này cá đìa nha mọi người. Ừ, cái đìa cái. Hồi nãy câu lên quay nhưng mà khúc kia chưa quay giờ chín rồi mới quay được nè. Nhậu mới quay. Nem kho với me, chấm bông súng, bông súng thì đây nè, bông súng nhổ đìa luôn. Nói chung là ở đây cây nhà lá vườn. Me trên cây luôn, cây me. Me đó đó, cây me đúng luôn. Nãy bẻ bẻ me trên cây đó luôn á. Cá thì bắt dưới đìa này luôn nè. Bông bông súng nãy nhổ đây luôn nè. Nhổ ở đâu xa gì? Thấy không? Thấy giờ nước như như nó đìa đìa của năm cái nghe em ơi. Các bạn muốn biết địa chỉ này ở đâu thì liên hệ mình nha. Đọc trước rồi. Liên hệ mình qua YouTube Cani Nguyễn Vlog. Rồi, địa cá giò chấm cơm có mấy con cá nó coi nó coi. Địa cá giò chấm cơm. Bảy cá giò chấm sốt. Địa cá giò chấm cơm. Cái kết là nó nằm này nè. Cái kết nó vậy đó, không có kết nào mà tốt lành. Các em ơi. Cá giò chấm con chấm chắc ăn này chưa cái bữa mà hai đệ ra đi kéo tôm lên mà vô kéo ngay hầm của bà đưa ra em không biết nữa cái đầu vô nhìn thấy dân quen quen không à kéo hồi xuống muối gặp ổng. Đó là mày giỡn mày kêu vợ mày nói cơm nấu cơm ăn ơi rồi anh xui với ông và vợ mà nấu gì cũng có xui với vợ rồi ấy đây anh hai xui với ông và vợ mà nấu gì cũng có không nói thôi mày kêu miếng nấu thôi thì nấu gì nó nấu chắc nó nấu rồi bây giờ nó nấu biết dám lại ăn hay không thôi. Ở đây nấu đi tao lại ăn mà thật sự là không dám lại.